Rồi xin chào mọi người, hôm nay Ú sẽ múc bang là thịt kho trứng nha mọi người nha. Ai là tín đồ của thịt kho trứng nè, quay cho mọi người xem đi. Ai là tín đồ của thịt kho trứng thì mọi người vô đây nha, gọi là đạo thịt kho trứng nha. Này là kho hoàn toàn là nước dừa không và một rổ dưa giá cải chua nha mọi người. Đây là dưa giá nè ha, là mình ngâm nè. Chỗ này là có rau muống nè, với lại có bông súng nè, có rau thơm nè. Bên đây là có dưa leo nè và có thêm cải chua. Và đây là cả nhà biết món gì nữa không? Đây là rau muống đồng ha, mình bào ra mình ngâm chua ngọt, mình sẽ ăn với món này. Hôm nay Ú sẽ múc bang một tô thịt kho, hôm nay về quê mà trời đang mưa luôn, thời tiết đang mưa thì mình ăn món này còn gì bằng nữa. Bây giờ Ú thích ăn cay, Ú sẽ cho một miếng ớt vô nha. Đây mình rắc ớt lên trên cho nó ngon nha mọi người. Nó phải cay cay thì nó mới ngon ha. Thịt kho trứng mọi người thấy không nè, kho rượu luôn nè, quá xá ngon luôn. Không biết tùy chỗ nha, mỗi chỗ kêu thịt kho trứng, chỗ kêu thịt kho rượu, chỗ kêu thịt kho tàu, còn họ em không biết ăn ăn kêu bằng món gì. Mà tự món ăn tới món này cái nghe thèm ghê mọi người. Mình chan miếng nước lên trước ha, quá hấp dẫn mọi người ơi. Rồi mình sẽ vớt ngay một cục thịt mỡ nha. Ú thích ăn cái mỡ mỡ nạc này nè đó. Rồi mình sẽ chan một miếng nước lên trước ha. Đầu tiên mình sẽ ăn trước một miếng miếng cơm nha mọi người. Cái gạo này rất là ngon ha, gạo này là hầu như là ở quê làm sao mà xuất khẩu á. Cơm nó mềm, nó không có cứng lắm, không khô mà cũng không dẻo luôn. À, cái thịt nó dễ cắt luôn mọi người, quá dễ mà gọi là nó này mọi người này, nhìn nó mềm không nè, mình ăn thử luôn ha. Thịt kho mà mình kho với nước dừa không ăn ăn rất là ngon, mà cái màu thịt đẹp lắm. Uống thịt chấm nè, uống thích ăn nhất là dưa giá mọi người. À, dưa giá chấm, dưa giá đây ha, chấm dưa giá vô. Mình sẽ dưa giá đầu tiên, ăn dưa giá trước nè. Dưa chua ngon. Thịt kho tàu là mình sẽ kho thịt tùy, có những nhà sẽ kho thịt đùi, có những nhà sẽ kho thịt ba rọi. Mọi người kho thịt thì mọi người comment đi, còn Ú thích ăn nhất thịt ba rọi, mình kho nó mới ngon. Cái lá cải chua ha, mọi người gói với lại giá vô, miếng dưa leo vô ha. Ồ, xuất sắc quá, cái này đúng bộ luôn ha mọi người. Đó, ngày xưa chỉ có Tết mới được ăn thịt kho Việt thôi, chứ bây giờ bình thường mình là ăn được luôn, khỏi cần phải Tết. Quá hấp dẫn, quá ngon. Thật là kho mà rượu mà. Gọi là mềm tan trong trong miệng luôn. Tiếp theo mình sẽ cuốn một miếng rau muống á mọi người. Rau muống á, có miếng kèm rau thơm nữa mình ăn ha. Mấy cái rau này mọi người ăn với lại cái gì mà có nước mắm chua ngọt á, với lại cá chiên mình ăn cũng ngon nữa. Ở quê chị muốn ăn gì nè? Hấp dẫn không? Còn vài ngày nữa là tới lễ 2 tháng 9 rồi mọi người. Mọi người có đi đâu mua sắm gì chưa? Nghỉ lễ thì mọi người đi đâu, đi về quê chơi đúng không? Cái này Ú đang về quê chơi, giờ nhà lỉnh chơi nè, ở Hậu Giang rồi, Long Mỹ nè. Thịt kho này mình vẽ ra, mai mốt lên Ú sẽ bán lễ nha. Cả nhà có đi Thủ Dầu Một Bình Dương thì ghé ủng hộ cho Ú chè và bánh canh nha. Tiệm chè của Ú bán ở 240 Thích Quảng Đức, Phú Cường, Bình Dương nha mọi người. Nha. Ủa bán đối diện cổng chùa Tây Tạng luôn á. Ngon rồi. Giờ mình sẽ thử một miếng rau muống nha. Đây rau muống nè, sáng mẹ bào sao mà ngâm chua. Cái này là rau muống đồng, rau muống nước của mình á, cộng rất là bự rau muống của miền Tây nè.
cọng bự lắm mà nó giòn dữ lắm nha mọi người, nó giòn rụm mà. Mọi người nghe chưa, cái độ giòn nó giòn dữ lắm. Ăn miếng trứng luôn nha. Giờ mình cho tổng hợp dưa giá, rau muống nè, cải chua, dưa leo luôn ha, vô vô một cái ha. Có ai thích ăn món này không uống mà cái này đa phần ở nhà mình làm nó mới ngon, còn mua ngoài tiệm mà mua cơm phần mà ăn sẵn họ phần họ kho không có nước dừa, nó không có mềm, thịt nó không ngon, thịt còn cứng, cái này kho càng rục càng ngon. Cục thịt này mọi người ha, rục luôn, vừa ngạt vừa mỡ ha, cắn. Hấp món này á, mọi người không không ăn cơm mình ăn với bánh tráng cũng được, mình dễ bây dễ thịt ra. Dễ thịt ra xong bắt đầu mình cuốn bánh tráng, mình lấy trứng á, mình dầm ra, mình sẽ bỏ bánh tráng mình gói ăn cũng ngon lắm. Tết là ở nhà là thường hay ăn vậy, Tết nhà có ăn, cứ thường có hai mẹ con ở nhà cứ ăn vậy đó. Còn ba Tết là ổng sẽ đi chơi suốt, ngày xưa là ổng chịu đánh bài suốt luôn, còn giờ là hết đi chơi đánh bài là ở nhà nhiều. Cứ hai mẹ con cứ ăn với cơm, cơm xong khách tới còn dư bắt đầu lấy bánh tráng ra. Ngày mà ngày xưa nhà nào cũng cứ có để một mua một ràng bánh tráng để sẵn ở nhà, không ăn cơm cứ lấy bánh tráng này cuốn. Rồi mấy năm sau này gần đây là chợ buôn bán nhiều, ít khi ai chứa đồ ăn ở nhà giống như Tết ngày xưa. Cái thời của Ú còn nhỏ là bắt đầu chứa đồ ăn, hầu như Tết nào nhà nào cũng phải mua một ràng bánh tráng để dành, tại vì cỡ tầm hôm mùng 3 bắt đầu chợ người ta mới buôn bán lại, ai cũng để dành một ràng bánh tráng nhà để ăn với cơm. Còn giờ mùng 1, 30 rồi ra ngoài chợ ra bán đầy đủ hết trơn, không thiếu gì hết. Nhìn ngon quá à. Mọi người đăng ký kênh ủng hộ cho Ú nha. Sắp tới thì Ú sẽ quay nhiều món ăn, ăn cho cả nhà mình xem rồi đi quay review nhiều quán ăn nữa. Bắt đầu ngày 6 tháng 9 là Ú sẽ đi Sài Gòn để quay review quán cơm gà mà Ú sẽ trải nghiệm. Ngày mai ngày mốt anh chủ sẽ gửi cơm gà lên trước cho Ú ăn, Ú thấy nó vừa vị đối với Ú thì Ú sẽ đi quay cái quán đó cho mọi người xem ha. Cả nhà cũng có nhu cầu làm quán cứ quặng gọi review cứ cứ nhắn cho Ú ha. Cải chua á, mọi người thích ăn cái lá hay là cái cọng? Có người thích ăn cái lá, người thích ăn cái cọng nha. Còn ú và cọng lá thì ăn cũng được. Cải chua mà mọi người mua về mà nếu mà cái lỡ bị chua quá, cắt nhỏ ra ướp miếng đường cắt trắng vô cho nó dịu lại mình ăn ha. Ăn mấy thịt rục này liệu nó ngon. Cả nhà có ai dám uống không? Phải vừa ăn vừa uống mới được. Ăn mà không có uống không được. Nhưng mà có nhiều người ăn vừa uống là bị la nha. Mọi người có từng bị la vừa gì chưa? Uống quen à, phải ăn phải uống. Không ăn không uống chịu được. Đó. Uống xong mà ăn tiếp. Có nhiều gia đình khó là trong lúc ăn mà uống nước là bị la nha. Hơn cái là ba mẹ ở nhà cũng dễ, không có la gì đó.
Ráng ăn hết mà cảm giác ngon quá, ăn rất là ngon quá. Ăn không nổi luôn. Chấm miếng rau cho đỡ ngán. Rau giá. Rau muống à. Cái giá này mọi người ngâm chua ăn ngon, nó mềm mà nó chua chua ngọt, nhưng mà cũng tùy vào khu vực nha. Có những chỗ người ta sẽ không ăn ăn, ăn dưa giá mà người ta ăn là cải chua không à ha. Dứt miếng mỡ nha. Béo. Miếng mỡ nó béo mà nó ngon quá. Cả nhà ơi, hiện tại bây giờ rất là no luôn, ăn không nổi nữa. Dư xíu cơm nè. Hồi nãy tưởng ít mà bớ nhiều cuộc ăn hết. Mọi người xem biết đó, bấm đăng ký kênh ủng hộ cho Uống nha. Cảm ơn mọi người đã xem nguyên cái clip này, ăn thịt kho vịt mà múc cũng nhiều quá luôn, ăn có không hết mọi người. Còn ở trời mà rất là ngon nha. Cả nhà kho thịt đi, cứ kho hoàn toàn là nước dừa hết là sẽ rất là ngon và cái màu thịt rất đẹp. Mọi người mua thêm ớt sừng không cay á, mình cắt vô thì nó sẽ lên màu đẹp lắm, thấy không? Tiền có nhiều người kho bằng nước dừa, có nhiều người kho bằng coca, cũng có kho bằng sữa đậu nành, xì tiên, ai muốn kho cái gì kho tùy. Kỳ đó Ú có kho món này nè, mà Ú kho với nước cốt dừa đó mọi người. Cũng cái vị cũng lạ lắm mà nó thiên về độ ngọt ngọt nha. Cảm ơn cả nhà đã xem clip và ủng hộ, mọi người nhớ đăng ký kênh và ủng hộ chú nha. Hẹn mọi người trong clip tiếp theo và ăn uống du lịch cùng Ú.